Sáng ngày 28 tháng 5 năm 2020 tại Hà Nội, Vietinbank đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Hội đồng Quản trị về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ đã chào các quyết định của Hội đồng Quản trị Vietinbank về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Vietinbank đối với ông Trần Công Bình Lân, bổ nhiệm ông Masahiko Oki, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Vietinbank. Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ đã trao các quyết định về điều động, bổ nhiệm một số nhân sự tại các khối, phòng, ban, đơn vị trực thuộc trụ sở chính. Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Đức Thọ chúc mừng và bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, các đồng chí cán bộ được bổ nhiệm sẽ phát huy năng lực, trí tuệ trong công tác, đồng sức, đồng lòng cùng với tập thể ban lãnh đạo Vietinbank triển khai có kết quả nhiệm vụ công tác được phân công, góp phần đưa hệ thống Vietinbank ngày càng phát triển vững mạnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Công Quý Lân, Phó Tổng Giám đốc, cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo Vietinbank, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ của các cán bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin trong những năm qua. Đồng chí Trần Công Quý Lân hứa sẽ cố gắng phát huy hết trí tuệ và năng lực của mình, đóng góp to lớn vào sự phát triển của lĩnh vực công nghệ thông tin, góp phần vào sự thành công chung của toàn hệ thống Vietinbank. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.